Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta khiến nhiệt độ toàn miền giảm, nhiều khu vực có mưa vừa và mưa to, trời trở rét. Hôm nay, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ giảm 5 độ so với hôm qua. Nhiệt độ thấp nhất 12 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, càng về chiều trời càng rét. Còn tại khu vực Bắc Trung Bộ, không khí lạnh tràn về không chỉ gây rét mà còn gây ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm, nhiệt độ dao động từ 16 đến 19 độ. Từ Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ, thời tiết đều có mưa bởi không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên 1.500m, khiến cho mây rông phát triển, có những điểm mưa to với lượng từ 15 đến 30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Do tranh chấp giữa khối không khí nóng ẩm đang sẵn có và không khí lạnh tràn về, nên nguy cơ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sấm sét, tố lốc và mưa đá. Tới ngày 22 tháng 3, miền Bắc trời hưởng nắng, nhiệt tăng, sáng sớm sương mù xuất hiện, trời chỉ còn lạnh từ đêm về sáng. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ khả năng sẽ xuất hiện một đợt nắng nóng cục bộ, nền nhiệt tăng nhanh. Trái ngược với thời tiết Bắc Bộ đang mưa rét, Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng nhiều. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh và khắp các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nắng nóng lên đến 37 độ C. Các tỉnh Tây Nam Bộ cũng ở ngưỡng cao từ 32 đến 35 độ C. Còn ở Tây Nguyên do địa hình cao nguyên nên nhiệt độ giảm hơn từ 30 đến 33 độ C, riêng Gia Nghĩa 34 độ C. Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ. Vùng núi 12 đến 15 độ, có nơi dưới 10 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 16 đến 19 độ. Phía Nam 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 18 đến 21 độ, phía Nam 23 đến 26 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 27 đến 29 độ, phía Nam 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Riêng miền Đông từ 34 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa dông. Gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa dông. Gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa dông. Gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng cao 1 đến 2 m. Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km,
gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4, cấp 5, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9 biển động mạnh, sóng cao 2 đến 3 mét. Quần đảo Trường Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5, sóng cao 1 đến 2 mét. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1,5 mét. Theo các chuyên gia khí tượng, ở thời điểm này trong năm thì các đợt rét thường không sâu và không kéo dài. Đợt không khí lạnh lần này sẽ duy trì đến hết hôm nay, sau đó suy yếu nhanh và miền Bắc chuyển gió đông nam. Từ ngày 21 tháng 3, nhiệt độ ở miền Bắc lại tăng dần, có thể chỉ còn lạnh vào sáng sớm. Tại Hà Nội, từ cuối tuần này, nhiệt độ tăng nhanh, buổi chiều lên sát 30 độ C. Các tỉnh thành khác ở miền Bắc có nhiệt độ thấp hơn Hà Nội một chút, nhưng thời tiết nói chung khá ấm áp. Bên cạnh đó, gió đông nam mang theo hơi nước, nên từ khoảng thứ 6, người dân miền Bắc có thể lại cảm thấy trời khá ẩm, đặc biệt là vào sáng sớm, khi độ ẩm thường lên trên 90%. Ở một số tỉnh thành miền Bắc, bao gồm cả Hà Nội, độ ẩm vào các buổi sáng từ ngày 21 tháng 3 đến cuối tuần được dự báo lên đến 93-95%, nên tình trạng sương mù có thể lại xảy ra. Tuy nhiên, do cuối tuần trong ngày có nắng nên độ ẩm trung bình ngày sẽ không cao như nửa đầu tháng 3, không đến mức nồm ẩm khó chịu. Tới ngày 22 tháng 3, miền Bắc trời hưởng nắng, nhiệt tăng, sáng sớm sương mù xuất hiện, trời chỉ còn lạnh từ đêm về sáng. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 3, khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có khả năng sẽ xuất hiện một đợt nắng nóng cục bộ, nên nhiệt tăng nhanh. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong những ngày qua, nắng nóng xuất hiện diện rộng ở miền Đông và một số tỉnh miền Tây Nam Bộ. Mức nhiệt cao nhất mới đây là 38 độ C, được ghi nhận ở Biên Hòa, Đồng Nai. Trong ngày hôm nay, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 38 độ C, nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện ở các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai. Tại Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp hơn với mức nhiệt từ 35 đến 37 độ C. Tại các tỉnh miền Tây, nắng nóng 35 đến 36 độ C có khả năng xảy ra ở An Giang, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Các địa phương gồm Long An, Đồng Tháp và Bến Tre có nhiệt độ khoảng 35 độ C. Từ ngày 21 tháng 3, nắng nóng diện rộng sẽ thu hẹp lại và giảm cường độ. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 4 năm 2024, không khí lạnh hoạt động yếu và ít có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại. Mưa nhỏ, mưa phùn cũng giảm dần và chỉ xảy ra ít ngày ở vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ. Tuy nhiên, trên phạm vi cả nước có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, đặc biệt trong các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong thời kỳ chuyển mùa là tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2024, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng 1 đến 2 độ C, có nơi cao hơn. Tháng 6 năm 2024, cao hơn từ 0,5 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Thông tin về các hiện tượng khí tượng thủy văn, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024, ông Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, trong khoảng thời gian trên, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện khoảng từ 4 đến 6 cơn trên Biển Đông và khoảng 1 đến 2 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng từ 0,5 đến 1 độ C. Hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 7 đến tháng 8 năm 2024, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ. Khu vực Trung Bộ khả năng khô hạn duy trì trong tháng 7 đến tháng 8 năm 2024. Đặc biệt, vào tháng 5 đến tháng 6 năm 2024, mức độ nắng nóng có thể gia tăng gay gắt hơn. Mưa lớn, dông lốc, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng ở các khu vực chịu tác động. Ngoài ra, bão áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động trên Biển Đông.